Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 101 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ. Như vậy là chúng ta đã trải được 101 tập của bộ truyện Độc Bộ Thiên Hạ. Và trước khi nghe chuyện thì các bạn hãy để lại một like, một share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 101 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc này, bên ngoài hành cung Nghệ Hoàng, các cao thủ đại thánh địa còn sót lại đang yên lặng nhìn về sâu bên trong hành cung. Chỉ thấy đám người Diệp Húc đã sớm biến mất ở sâu bên trong. Hạ gia cũng bị bước ra bên ngoài hành cung, không thể tiếp tục truy kích. Diệp Húc mở quan tài ra, thả Nghệ Hoàng tiễn khí, hủy đi không biết bao nhiêu cao thủ. Thậm chí, ngay cả Trường Sử Trình Vương của Thiên Sách Phủ cũng chết dưới tiễn khí. Những đại vô tam thần cảnh, tam tướng cảnh gần như bị diệt toàn bộ. Còn lại chỉ ít ỏi mấy người, cho dù là mấy vị bất diệt cảnh lão quái vật, lúc này trên người cũng mang thương thế, ai nấy sắc mặt âm trầm đáng sợ. Còn có không ít cao thủ các thánh địa được phái tới, thật không ngờ bị Diệp Húc một lưới bắt sạch, diệt sạch, đều chết dưới tiên khí của Nghệ Hoàng, không có một ai sống sót. Những người này tu vi cực kỳ thâm hậu, nếu là chết bên trong môn phái của mình, ngọc lâu của bọn họ sẽ không phân giải, hóa thành vô hồn giới tạo phúc cho hậu nhân. Đáng tiếc bọn họ chết dưới tiên khí của Nghệ Hoàng. Nghệ Hoàng kim tiễn phát ra tiên khí, sau khi giết bọn họ còn xuyên thủng hết thảy vô hồn giới. Vô hồn giới sụp đổ, bất luận đồ vật gì ở bên trong cũng hoàn toàn bị phá hủy. Những người may mắn còn sống sót dưới tiên khí của Nghệ Hoàng, ngoại trừ Hạ Gia có Thiên Đỉnh thủ hộ, Đông Hoàng Mục có Thái Dương Thần Lô thủ hộ, không có bị tổn thương gì. Những người khác đếm đi đếm lại chỉ có không tới 30 người. Đám người Chu Thiên Tinh Cung Thạch Tinh Hải dưới sự bảo vệ của chính phản Chu Thiên Tinh Đấu, Trụ Quang Đại Trận vẫn là có 3 người bị tiên khí bắn chết. Cho dù là hai lão quái vật tam bất diệt cảnh Nguyên Thủy Yêu Tông, thân thể cũng bắn vỡ nát, mình đầy thương tích, chật vật đến không chịu nổi. Đại đường Thiên Sách Phủ chỉ còn lại Lý Thiên Vương, Tần Vương và Thái Tử Hỷ. Trình Vương là người đầu tiên chết dưới tiên khí. Những môn phái thế lực khác tử thương vô số, Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Đại Phạm Âm Lôi Tự, Thái Thượng Đạo Tông, Nguyên Thủy Thánh Tông và các môn phái khác thường thường chỉ sót lại một hai người, hơn nữa bị thương không nhẹ. Còn một vài môn phái như Thiên Nhân Tông, Âm Dương Tông, Nguyên Thủy Ma Tông, Vạn Kiếp Môn thì rõ ràng là tận tuyệt. Đối với những thánh địa này mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Dù sao, cao thủ tam thần cảnh, tam tướng cảnh, cho dù là vô pháp thánh địa cũng không phải rất nhiều. Một lần chết nhiều người như vậy đủ làm cho các thánh địa này thịt đau một thời gian. Còn bà nó chứ. Có người mắng một câu, miệng ói ra một ngụm máu. Có người lại cười thảm nói: chúng ta thành danh đã lâu, nổi danh đại vu, thật không ngờ, không ngờ bị một tiểu tử dùng một loại bảo vật không hiểu ra sao cả, gần như diệt toàn bộ. Chuyện này mà truyền ra ngoài, không biết bao nhiêu người phải cười rụng răng đây. Tiễn khí bên trong quan tài kia có vài phần uy năng cấm bảo, chẳng lẽ tiểu tử này có được cấm bảo hay sao? Hiện giờ nữ đệ tử Hàn Nguyệt Cung đã nhân cơ hội này đột nhập vào bên trong hành cung. Chẳng lẽ chúng ta phải ngoan ngoãn thủ ở nơi này chờ bọn họ đi ra hay sao? Trong hành cung nguy hiểm rất lớn, thậm chí ngay cả Hạ Gia cũng xuất động Thiên Đỉnh mà vẫn bị cấm chế trong đó bức lui. Có thể thấy được cấm chế trong đó lợi hại thế nào. Những người này tuy rằng muốn báo thù rửa hận, cướp đoạt Nam Thiên Môn, nhưng cũng không có dám xâm nhập. Trong hành cung Nghệ Hoàng, cho dù là đại vua tam bất diệt cảnh cũng không nắm chắc toàn thân mà trở ra. Chư vị, nếu chúng ta hợp lực đồng lòng, đồng thời tế khởi Thiên Đỉnh này, hoàn toàn có thể cưỡng ép phá cấm, tiến vào hành cung. Một trưởng lão Hạ Gia mặt mày xanh mét trầm giọng mà nói: Thiên Đỉnh này của Hạ Gia ta tuy rằng không phải là cấm bảo, nhưng uy năng phát huy tới mức lớn nhất, chênh lệch không lớn với cấm bảo. Từ khi Hạ Gia ta luyện thành đỉnh này, đã trải qua nhiều thế hệ cường giả nhân hoàng kỳ, không ngừng quán nhập tinh khí và vô pháp bản thân vào trong đỉnh này, nâng cao uy lực Thiên Đỉnh.
Nếu như chư vị đồng tâm với hạ gia ta, liền có thể xâm nhập thành cung, đánh chết tiểu ma đầu Diệp Thiếu Bảo này. Mọi người liếc nhau yên lặng gật đầu. Đổi thành bọn họ, bất luận là thực lực của nhà nào đi chăng nữa, cũng không đủ nắm chắc tiến vào trong Nghệ Hoàng hành cung. Nhưng nếu như tập hợp sức lực của mọi người, thúc giục Vu Bảo mạnh nhất ở đây, hạ gia Thiên Đình liền có thể tiến vào hành cung Nghệ Hoàng. Đi. Phía sau mọi người đều tự xuất ra nguyên thần cùng pháp tướng, nhất tề hét lớn một tiếng. Một cỗ tinh khí phóng lên cao, rót vào bên trong Thiên Đình, nhanh chóng hướng vào bên trong Nghệ Hoàng hành cung. Bọn họ vừa mới bước vào hành cung, chỉ cảm thấy những phiến ánh sáng mờ dâng lên sau hoa mỹ lệ, làm cho phiến hành cung này tràn ngập khí tức dịu dàng, ôn nhu. Nhưng loại ánh sáng mờ này rất nguy hiểm, mỗi một đạo ánh sáng mờ đều tương đương với một kích của cao thủ Tam Bất Diệt Cảnh. Vừa rồi, chính những ánh sáng mờ này đã bức lui được cường giả hạ gia. Ong một tiếng, Thiên Đình chấn động, chấn vỡ một mảnh ánh sáng mờ. Nhiều cao thủ đồng thời tế khởi đại đỉnh này, làm Thiên Đình phát ra uy năng lớn nhất, phá vỡ cấm chế, hướng vào trong cung mà đi. Đó là Bổng Lai Tiên Thú, không ngờ bị Nghệ Hoàng coi thành bùn hoa, tiện tay để trong này. Đột nhiên, một cao thủ tam tướng cảnh Chu Thiên Tinh Cung ánh mắt ngây dại, nhìn chằm chằm vào một bình hoa bên cạnh hành lang. Chỉ thấy, trong bùn hoa này có một gốc cây cao hơn một người. Cây không cao lắm, thì chỉ có 3-4 xích, cành lá điêu linh, trên cành lộ ra hai quả đỏ rực, tràn ngập hương khí mê người. Liền sư thúc, không được đi. Thạch Tinh Hải cũng nhìn thấy bình hoa này, sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói: Thiếu chủ, đây là Bổng Lai Tiên Quả, có thể kéo dài tuổi thọ của người, thấp nhất phải có dược lực vạn năm, sớm biến thành dược vương, thậm chí có thể làm cho người ta trường sinh bất lão cũng không chừng. Vị Liên sư thúc này kích động vạn phần, đi nhanh về phía trước. Thật không ngờ, hắn vừa đi ra khỏi phạm vi Thiên Đình bao phủ, còn chưa kịp bước tới bồn hoa, thân hình đột nhiên dừng lại, nụ cười trên mặt liền đọng lại. Liên sư thúc, mau lui trở về. Thạch Tinh Hải lo lắng vạn phần, đang muốn tính toán tiến lên, đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng làm cho hắn nghẹn họng chân chối. Chỉ thấy vị cao thủ Chu Thiên Tinh Cung Liên sư thúc kia, tóc giống như bị phong hóa, trong nháy mắt bị một cơn gió thổi qua hóa thành cho bụi mà bay đi theo gió. Đầu của hắn dường như có khát chảy, chỉ cần bị gió thổi nhẹ một cái liền cuốn bay đi, sau đó là cổ, lồng ngực, bắp chân biến mất từng chút một. Vị cao thủ tam tướng cảnh này, nguyên thần pháp tướng đã bị phong hóa, phân giải toàn bộ, hoàn toàn hóa thành cho bụi. Ngọc lâu của hắn vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt đã cùng vô hồn giới bị phong hóa. Tất cả bảo vật bên trong ngọc lâu hết thảy bị phong hóa thành hạt nhỏ, thậm chí ngay cả tam tướng chi bảo cũng không ngoại lệ. Ngàn vạn lần không được ra khỏi phạm vi Thiên Đình bao phủ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trưởng lão của hạ gia trầm giọng quát, lập tức thao túng Thiên Đình dẫn dắt mọi người đi tới bình ngọc kia, chống cự lại cấm chế xung quanh bình hoa, thong dong thu lấy bình ngọc này. Đáng tiếc, khỏa Bổng Lai Tiên Thụ này sắp chết ra, kết xuất Bổng Lai Tiên Quả cũng không phải là dược vương, chỉ có được trái cây dược lực vạn năm, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài 300 tuổi thọ. Hắn thu cả bình ngọc lẫn Bổng Lai Tiên Thụ vào trong bình ngọc lâu của mình, cười tủm tỉm nói, cũng không tính toán chia cho mọi người. Mọi người mặt mỉm cười, thế nhưng trong lòng lại cực hận. Bổng Lai Tiên Quả tuy chỉ có vạn năm dược lực, nhưng lại có thể kéo dài tuổi thọ, thọ nguyên của người ra 300 năm. Sống thêm 300 năm đối với bất luận một phu sĩ nào mà nói đều là bảo vật hiếm thấy. Hạ gia chiếm hai quả Bổng Lai Tiên Quả này về mình, khẳng định cấp cho một lão quái vật nào đó trong tộc, khiến cho lão sống thêm mấy trăm năm. Phía trong hành cung Nghệ Hoàng, bảo vật lại càng nhiều hơn, càng đi càng nhiều. Lúc này, Diệp Húc và Lộ Giao Già, Bạch Nam Hiên đã đi vào một mảnh hậu hoa viên trong hành cung Nghệ Hoàng. Chỉ thấy phía trước là một hồ nước, trong hồ nước hoa sen che kín mặt nước, một cái cầu nhỏ bắc qua hai bờ của hồ nước. Chúng ta đi xuyên qua cầu nhỏ này có thể tới bảo vật trong hoa viên. Lộ Giao Già lấy ra một tấm bản đồ địa hình, nhìn kỹ, lạnh như băng nói: Đây là bản đồ địa hình hành cung của Hàn Nguyệt Cung, ta ghi lại. Nơi này có nói bảo vật hoa viên có chó trông coi. Chó sao? Bạch Nam Hiên cười lớn nói: Nghệ Hoàng đã chết hơn vạn năm, có con chó gì thì nó cũng chết già rồi. Diệp Phúc gật đầu nói: Không sai, thiên đế cũng phải có lúc già, huống chi là một con chó. Lộ Giao Già không khỏi mỉm cười, lập tức sắc mặt lại như cũ, đi lên trên cầu nhỏ hướng tới bảo vật hoa viên. Diệp Phúc vội vàng theo nàng, trong lúc vô ý nhìn xuống dưới cầu, chỉ thấy trong ao có một đầu kim long lý đang du động. Những kim long lý này đều là dị chủng hiếm thấy, hình thể tuy rằng không lớn, chỉ có dài 3-4 xích mà thôi. Dầm! Hàng trăm kim long lý bơi qua bơi lại dưới lớp lá sen, chơi đùa khiến cho đám người Diệp Húc mau cốt tùng thiên. Đám kim long lý này khí tức cực kỳ khổng lồ, giống như đại vu tam thần cảnh bình thường vậy. Thử nghĩ một chút,
mấy trăm vị đại vu tam thần cảnh cùng hiện ra một lúc, tràng cảnh sẽ khủng bố chừng nào. Những kim long lý này sinh tồn trong ao nước này đã không biết bao nhiêu năm tháng, gắt gao sinh sôi, sinh sản, sinh lợi. Một đám tu luyện thành yêu, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành chân long. Tuy nhiên nơi này hẳn có tồn tại loại cấm chế kỳ lạ nào đấy, áp chế tu vi của chúng nó, về chúng nó trong ao, không cho chúng nó hóa thành chân long gây ra sóng gió. Nghệ Hoàng nuôi dưỡng một bầy kim long lý trong này, chỉ sợ chỉ xem như đồ chơi mà thôi. Diệp huynh, những đóa sen này cũng không phải là phàm vật, tên là Thiên Niên Thụy Liên, ngủ 1000 năm, hoa nở 1000 năm, rất là hãn hữu. Bạch Nam Hiên tế khởi họa cuốn của mình, dầm dầm lầm nhầm tìm được la lịch của hoa sen, hắn cười nói: nếu có thể nhổ trồng vài cọng tặng cho sư tôn hắn nhất định sẽ vui mừng. Chỉ là một ít đồ chơi mà thôi. Diệp Húc lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Mọi người đi qua cầu nhỏ, Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vườn hoa rộng lớn hiện ra trước mắt. Canh giữ vườn hoa này có một cái đình nhỏ. Trong đình bày ra 2-3 lãng hoa, chắc là Nghệ Hoàng và Nga Hoàng khi du ngoạn trong này dùng những lãng hoa này để mà hái. Những lãng hoa này toàn bộ đều là nguyên thần chi bảo, tuy nhiên thời gian quá dài, nguyên thần bên trong đã sớm vong, biến thành phế phẩm không chút uy lực. Hắn gỡ một lãng hoa xuống, ngẩng đầu nhìn lại báu vật hoa viên, hắn cười nói: Lộ sư tỷ, ngươi vừa rồi nói nơi này có chó, chó ở nơi nào vậy? Lộ Dao Già nhìn chung quanh cũng không phát hiện ra trong báu vật hoa viên có dấu vết của chó canh. Nàng lắc đầu nói: có con chó nào sống được mấy chục vạn năm chứ, hơn phân nửa đã sớm hóa thành xương khô rồi. Nàng còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy sâu bên trong hoa viên chuyển tới tiếng xích sắt rầm rầm rung lên, sau đó là tiếng bước chân thùng thùng, giống như có một đầu viễn cổ cự thú bước tới nơi này vậy. Diệp Húc nghe thấy thanh âm xích sắt rung lên, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn vốn tưởng con chó trông coi báu vật hoa viên đã sớm hóa thành xương khô, nhưng nghe thấy thanh âm như thế chứng minh con chó kia vẫn còn sống. Nghe thấy thanh âm, mọi người đều tiến lên xem xét. Còn chó nào có thể sống được mấy vạn năm, mấy chục vạn năm đấy? Già La Minh Tôn ánh mắt trợn tròn, miệng mở lớn, cảm thấy thế giới quan của mình sắp sụp đổ tới nơi. Cho dù hắn là hoàng tộc thiên ma, lấy sống lâu mà chứ danh, tu luyện tới trình độ tam bất triệt cảnh, tuổi thọ cũng chỉ có mấy ngàn năm. Tu luyện tới cảnh giới vô hoàng cũng chỉ có thọ nguyên vạn năm. Rất ít người có thể vượt qua được con số này. Về phần nhân gian vô hoàng, thọ mệnh còn không bằng vô hoàng ma tộc, chỉ có tuổi thọ mấy ngàn năm mà thôi. Con chó phụ trách trông coi báu vật hoa viên không ngờ có thể sống tới tận thời đại Nghệ Hoàng tới hiện nay, khiến cho trong lòng hắn có cảm giác bị loạn. Thế giới này đã không có đạo trường sinh, không có khả năng như viễn cổ tiên nhân có được thọ mệnh vô cùng vô tận, một lần sống lâu tới mấy chục vạn năm. Nhưng mà con chó này còn sống lâu hơn cả vô hoàng, khiến cho mọi người sắp sụp đổ đến nơi. Tiếng bước chân thùng thùng mà xích sắt chạm xuống mặt đất vẫn còn đang truyền tới. Mặt đất rung lên bần bật, còn chưa có nhìn thấy con chó này, đám người Diệp Húc liền có thể tưởng tượng. Tất nhiên là một đầu quái vật cực kỳ lớn, không hề kém những viễn cổ cự thú bên ngoài kia. Sống nhiều năm như vậy, con chó này hơn phân nữa đã trở thành vua hoàng. Bạch Nam Hiên dùng mình một cái, nhỏ giọng mà nói: một con chó trở thành vua hoàng đủ cho mọi người phải điên cuồng, hận không thể tự sát kìa. Mạc Tăng Tăng buồn cười nói: chỉ sợ là con chó duy nhất thế gian chứng đạo vua hoàng đi. Lộ Dao Già lắc lắc đầu: sư muội đừng có nói giỡn, mọi người cẩn thận một chút đi. Không sai, nếu tình thế không ổn mà nói, chúng ta chỉ bằng nhanh chóng rút khỏi nơi đây. Mặc kệ là chủng tộc gì chứng đạo vô hoàng, đều không phải là chúng ta có thể chống lại được. Già La Minh Tôn vẻ mặt khẩn trương, chán toát ra mồ hôi lạnh, giống như thác nước đổ xuống, lau lau mồ hôi trên chán, run giọng mà nói. Tiếng xích sắt càng ngày càng tới gần, bước chân càng ngày càng nặng hơn, âm âm chấn động, giống như có một đầu cự thú to lớn vạn trượng đang trầm trọng bước tới vậy. Mọi người trong lòng khẩn trương, theo tiếng nhìn lại, không khỏi nao nao. Là chó thật, nặng như vậy sao? Chỉ thấy một con chó nhỏ, dài không quá một xích, đang kéo một cái xích sắt rất kỳ cục, thở hổn hển từ sâu bên trong báu vật hoa viên ra nan đi ra. Nó lách qua một hòn giả sơn, hiện ra trước mặt mọi người. Con chó nhỏ này dường như chỉ có 1-2 tháng tuổi, cả người lông mau đen nhánh, cách biệt cả trời cả vực với những cự thú viễn cổ trong tưởng tượng của mọi người. Nó lại cực kỳ nhỏ, dường như ngay cả răng sữa cũng chưa mọc ra hoàn toàn nữa. Khí thế của nó tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không có mạnh tới mức thái quá, chỉ có điều tương đương với cao thủ tam thần cảnh hợp thể kỳ. Nó cũng không phải là con chó đầu tiên chứng đạo vô hoàng như trong tưởng tượng của mọi người. Chó thật, mấy tên có 2 đùi này chẳng lẽ là nhân loại bên trong truyền thuyết hay sao? Quả nhiên là xấu như trong truyền thuyết vậy.
Trong mắt của mọi người nhanh chóng rơi xuống tới nơi rồi. Con chó nhỏ này mở miệng ra là đầy lời thô tục, đặt mông ngồi dưới đất, mở miệng là chó thật, hùng hùng hồ hồ. Minh Tôn, con vật nhỏ này là Vu Hoàng ư? Diệp Húc sắc mặt cổ quái, hồ nghi nhìn về phía Già La Minh Tôn. Cái này... Già La Minh Tôn gãi gãi đầu, cười gượng hai tiếng. Hắn thầm nói, cái con bà nó chứ, nếu danh con này mà là Vu Hoàng thì lão tử là thiên đế mất rồi. Tuy nhiên nói gì thì nói, nó sống lâu tới mấy chục vạn năm, không ngờ chỉ là tam thần cảnh. Tuổi tác quả thực là sống lên thân chó rồi. Con chó nhỏ màu đen kia nghe thấy vậy, giận tím cả mặt, lập tức đứng lên, cố hết sức đi tới bên cạnh Già La Minh Tôn. Đi được vài chục bước thì mệt, thở ra hồng hộc, phun ra đầu lưỡi, thở vù vù, nhè răng nhếch miệng với Già La Minh Tôn nói, người mới là tuổi tác sống lên thân chó, cả nhà ngươi tuổi tác sống lên thân chó. Chó thật, ngươi không ngờ dám mắng chửi người. Nếu không phải lão tử bị cái vòng này đeo lên người, lão tử đã sớm nhảy lên gặm chết ngươi rồi. Con chó đen này tuy nhỏ thế nhưng miệng đầy thô tục, mắng cho Già La Minh Tôn cẩu huyết lâm đầu. Sau một lúc lâu nói không thành lời, Diệp Húc cũng không biết phải nói gì. Con chó này không biết học được một bụng thô tục từ ai nữa, quả thực là ác ôn. Minh Tôn, cái con chó nhỏ này hiển nhiên không có khả năng sống tới 10 vạn năm được. Nói vậy con chó trông coi báu vật hoa viên đã sớm chết rồi. Con chó đen này chỉ sợ là con cháu do nó lưu lại. Người nói ai xuyên xích sắt cho nó, vậy nó ở chỗ này đây. Diệp Húc lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt. Nghệ Hoàng hành cung chủ nhân đã sớm chết hơn 10 vạn năm. Hành cung không một bóng người. Như vậy, xích sắt trên cổ con chó đen này là do ai xuyên cho nó đây? Già La Minh Tôn trong lòng cũng khẩn trương, vội vàng nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ trong hành cung còn có người sống hay sao? Con chó nhỏ này ngay cả răng nhũ cũng chưa có dài, tự nhiên không thể sống lâu đến mấy chục vạn năm được. Hơn phân nửa là đời sau của con chó trông coi báu vật hoa viên. Là ai lại nhẫn tâm như vậy, lại dùng sợi xích sắt thô to như vậy mà xuyên qua cổ con chó nhỏ này? Tích Hàn Nguyệt thương cảm, lông mi cau lại nói, con chó nhỏ này nâng cái chân sau lên, gãi gãi lên sợi xích sắt trên cổ mình. Xích sắt trên cổ nó thô và to đáng sợ, so với thân hình của nó cũng muốn to hơn mấy lần. Không biết nó làm như thế nào để mang theo cái xích sắt thô to như vậy từ sâu bên trong báu vật hoa viên đi ra. Các ngươi, ai có thể giúp ta mở cái xích sắt này ra không? Con chó nhỏ lắc lắc cái đuôi, hướng đám người Diệp Húc A Du nói, chỉ cần các ngươi có thể mở xích sắt này ra, cứu ta ra ngoài, đồ ăn trong vườn hoa này tùy ý cho các ngươi hái, thậm chí ta có thể đưa cho các ngươi. Già La Minh Tôn ánh mắt sáng lên, tiến nhanh tới, cười lạnh mà nói, một cái xích sắt mà thôi, lấy tu vi của bản tôn còn không thể làm được gì nó hay sao? Người cao to không lên đúng. Con chó đen nhỏ cả kinh kêu lên. Già La Minh Tôn vừa mới đụng tới cái xích sắt này, chỉ thấy xích sắt như có linh tính, rầm rầm vang một cái, chụp lên trên cổ của hắn, hoàn toàn cài lại, khóa hắn cùng con chó đen nhỏ này cùng một chỗ. Diệp Húc vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Xích sắt này hiển nhiên không phải là phàm vật, không ngờ còn có thể khóa được Già La Minh Tôn. Già La Minh Tôn giống giận, quanh thân phun ra ma diễm tràn ngập, bám lên trên xích sắt, hừng hực thiêu đốt. Xích sắt không chút sức mẻ. Già La Minh Tôn chớp chớp ánh mắt, hai tay bắt lấy xích sắt, dùng sức xé rách. Lực lượng của hắn mạnh mẽ vô cùng, thậm chí ngay cả núi rừng bên trong Bắc Hải Bí Cảnh cũng có thể nhổ lên tận gốc. Cánh cửa chính tức nhưỡng này cũng có thể nắm ở trong bàn tay. Tuy nhiên, đối với xích sắt này lại hồn nhiên không chút tác dụng gì cả. Cho dù hắn sử dụng lực lượng toàn thân cũng không thể đoạn được xích sắt này ra mà thoát thân. Hắn giống giận liên tục, tế khởi linh cữu thanh đăng, lấy lửa đèn thiêu đốt cũng không có biện pháp nào. Xích sắt này căn bản không có dấu hiệu hòa tan. Ngay cả khốn tiên thằng trong Trảm Tiên Đài cũng không thể vây khốn được ta. Một sợi xích sắt căn bản đừng mơ tưởng buộc được lão tử và con chó này cùng một chỗ được. Hắn tế khởi tiên khuyết chiến kích, lại xuất ra thế võ toàn thân, liều chết chém tới xích sắt. Chỉ thấy chiến kích đánh xuống, một tòa thiên cung tiên khuyết tinh xảo hiện lên xung quanh chiến kích, quay xung quanh chiến kích mà chuyển động nhanh chóng. Chiến kích quy năng kịch liệt bành trướng, thậm chí ngay cả không gian hành cung Nghệ Hoàng cũng bị bổ ra một mảng lớn. Đoàng một tiếng, ánh lửa văng ra khắp nơi, thiên khuyết chiến kích chém lên trên xích sắt, chỉ để lại một đạo bạch ngân nhợt nhạt, dấu vết nhanh chóng biến mất không thấy, xích sắt lại khôi phục nguyên trạng. Già La Minh Tôn vừa sợ vừa giận, nắm lấy xích sắt dùng mồm mà cắn, răng nanh suýt nữa thì vỡ. Đừng uổng phí khí lực, xích sắt này là tên khốn kiếp Nghệ Hoàng dùng để buộc lấy 6 tên đại gia hỏa kia, còn thừa lại phần đuôi ngay cả lão tổ tông ta đều không cắn được nó. Lấy tu vi của ngươi, có tu luyện 100.000 năm nữa cũng không thể xách được một đoạn đâu. Con chó đen nhỏ thương hại nhìn hắn an ủi nói,
Không có gì, lúc mới đầu cũng không quen lắm, thế nhưng nói nhiều thành quen. Bạn Hiếu à, ta dẫn ngươi đi xem nhà của chúng ta. Đây là ổ lão tổ tông lưu lại cho ta kìa. Sao? Lão tử không muốn xưng huynh gọi đệ cùng một chỗ với chó, không muốn nói chuyện với chó. Lão tử cũng không muốn ngủ ở chó đâu. Già Lam Minh Tôn tức giận như phát cuồng, rít gào không ngừng. Cái gì mà ổ chó chứ? Con chó đen nhỏ sắc mặt không tốt cả giận nói. Nơi ngươi ngủ mới kêu là ổ chó kìa. Lão tử không cho ngươi ngủ nữa, sau này ngươi ngủ ở bên ngoài đi. Xích sắt này ta tuyệt đối không chạm vào được. Đại Tôn, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, tiểu đệ chút nữa sẽ tới giải cứu ngươi sau. Diệp Phúc khiêng cái cuốc lên, mang theo lãng hoa lách qua bên người con chó nhỏ. Lộ Dao Già cũng cầm một lãng hoa đuổi theo hắn. Mọi người nối đuôi nhau đi vào bên trong mỏ vật hoa viên. Già Lam Minh Tôn trơ mắt nhìn bọn họ đi qua, liền ủ rũ. Người cao to, đám người kia muốn trộm đồ ăn của chúng ta. Trong vườn này đều là đồ ăn của chúng ta, bị bọn họ trộm sạch mà nói, sau này chúng ta sẽ bị đói kìa. Chó đen nhỏ đi tới bên người Già Lam Minh Tôn, nhảy lên bả vai của hắn, nói nhỏ vào trong tai của hắn. Đừng nói như vậy với lão tử, cái gì mà chúng ta, lão tử không thân với ngươi như vậy. Già Lam Minh Tôn gần như sụp đổ, vẻ mặt cầu xin, khiêng lên xích sắt, đi theo phía sau đám người Diệp Húc. Chó đen nhỏ tiếp tục thì thầm bên tai. Nó nói, đừng khách khí như vậy, chúng ta đều là người lưu lạc nơi chân trời, phải bị trói trong cái vòng này mãi tới khi chết già. Bọn họ thực sự trộm đồ ăn của chúng ta, cắn hắn thôi. Đám người Diệp Húc đi vào hoa viên, chỉ thấy báu vật hoa viên này, các loại hoa, dược hương nhào vào mũi, tiên chân dị thảo rực rỡ muôn màu. Nghệ Hoàng và Nga Hoàng hiển nhiên coi nơi đây là hậu hoa viên của mình, trồng rất nhiều loại kỳ chân dị thảo. Hiện giờ số lượng trải qua chục vạn năm, nơi này dược liệu nhiều lần chết khô, không ai xử lý. Không ít linh dược chết héo trong hoa viên, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều linh dược sinh tồn xuống được. Wow, dược lực mấy vạn năm, cho dù là một con chó nhỏ ăn phải, cũng chỉ sợ sẽ sống thêm được mấy trăm năm kìa. Bạch Nam Hiên hết nhìn đông tới nhìn tây, mắt lộ ra dị sắc nói. Chó đen nhỏ trên đầu vai của Già Lam Minh Tôn trợn mắt nhìn hắn. Diệp Phúc nhăn mặt nhăn mày. Dược tài bốn phía tuy không ít, nhưng dược tài nơi này lại không phải là linh dược mấy vạn năm trở nên. Minh Tôn, chẳng lẽ dược vương mấy vạn năm trở nên đều bị con chó nhỏ này ăn hết luôn rồi hay sao? Già Lam Minh Tôn quay đầu nhìn con chó đen nhỏ trên đầu vai của mình, ánh mắt không khỏi tỏa sáng, cười ha hà nói. Con chó nhỏ này ăn nhiều dược vương như vậy, dược lực trầm tích trong cơ thể nó, quả thực là một viên đại linh đan còn sống, ăn vào khẳng định đại bổ. Ngươi muốn làm cái gì? Chó đen nhỏ cảnh giác nói. Không được nghĩ loạn, chúng ta đều là chó bị khóa trên dây xích này. Ngươi ăn ta thì còn chỉ còn lại một mình ngươi ngây ngốc lẻ loi ở trong này hiu quạnh cả đời kìa. Lão tử nói qua bao nhiêu lần rồi, lão tử không phải là chó. Già Lam Minh Tôn giận dữ và lần muốn xử lý con chó nhỏ này, bắt nó ăn tươi nuốt sống rồi lại kiềm chế xuống, trong lòng thê lương vạn phần, u oán mà nói. Thật không thể ăn được nó, nói không chừng cả đời lão tử sẽ bị nhốt ở trong này. Có một con chó làm bạn cũng tốt. Diệp lão đệ, 500 năm sau Bắc Hải biết cảnh mở ra, ngươi phải nhớ trở về thăm ta, mang theo vài người tới cho ta. Ngươi phải nhớ kỹ, 500 năm tới xem ta một lần, chờ khi ta chết già rồi, hy vọng có người có thể thu thập xương khô của ta, không nên chôn ta với con chó này cùng một chỗ, nghe chưa? Hắn nói thê thảm vô cùng. Diệp Húc không khỏi khuyên nhủ. Đại Tôn, xe tới núi ắt có đường đi, nói không chừng chúng ta còn có thể có biện pháp mở cái xiềng xích này ra kìa. Diệp Húc nói những lời này cũng chỉ là an ủi. Nghệ Hoàng luyện chế xích sắt này là vì muốn khóa trụ lại những viễn cổ cự thú như Kiều Anh Long Mãng, còn thừa lại một chút để cho con chó nhỏ trông coi hoa viên này. Thử nghĩ mà xem, xích sắt cứng rắn như vậy, ngay cả Già Lam Minh Tôn cũng không thể nào thoát ra được. Nếu như đổi lại là bất kỳ người nào trong số bọn họ cũng không có biện pháp mở ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Già Lam Minh Tôn bị dính vào một chỗ với con chó đen nhỏ này. Già Lam Minh Tôn đột nhiên ánh mắt sáng ngời, vươn bàn tay to rút một gốc cây linh thảo ra, chỉ thấy cây linh thảo này có hơn 10 lá cây liên tiếp cùng một chỗ, giống như hai tay người, trung tâm hai tay có một hồng quả. Quả đỏ rực này không ngờ bên trong có thể nhìn thấy cả một tòa linh sơn nho nhỏ. Trên linh sơn loang loáng có thể nhìn thấy Tam Tôn Phật Đà khoanh chân ngồi tham thiền trong núi, thi thoảng còn có thể nghe thấy tiếng tụng kinh văn nghe vang dội truyền tới. Đây là một gốc cây Bà Sa Tiên Tháo đã kết xuất ra Phật Đà đạo quả rồi. Nghe nói Bà Sa Tiên Tháo mỗi lần kết xuất ra Phật Đà đạo quả cần vạn năm. Trong quả này có Tam Tôn Phật Đà, chỉ sợ có được 3 vạn năm tuổi. Tuy rằng không phải là dược vương, nhưng có thể khiến cho lão tử sống lâu thêm mấy trăm năm kìa.
Già La Minh Vương vui mừng quá đỗi, há miệng nuốt cả bà sa tiên thảo và quả này vào trong bụng. Kỳ quái, làm sao lại có mùi vị chua chua như thế này? Hắn nuốt tiên thảo vào, nhíu nhíu mày nói thầm. Chó đen nhỏ đắc ý cười giật rào, ha hà nói: "Ha ha, hôm nay lão tử rời giường, tiểu lên trên cây này, mùi vị thế nào?" Già La Minh Tôn gần như nôn cả ra mật xanh mật vàng, nắm con chó nhỏ này hành hung một trận. Chó đen nhỏ cũng không cam lòng yếu thế, cái đầu nhóng lên to như một ngọn núi nhỏ, vồ cắn tới. Trong lúc nhất thời, gà bay chó sủa, làm hư không biết bao nhiêu là linh dược. Đây là bỉ ngạn hoa. Lộ Dao Già đột nhiên phát hiện ra một gốc cây hoa kỳ lạ, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Ba vị thiếu nữ bước lên phía trước, Diệp Húc đi qua nhìn lại, chỉ thấy đóa bỉ ngạn hoa này cũng không lớn, chỉ giống như một cây hoa cúc. Nhưng trong hoa lại lơ lửng một biển mây. Biển mây ở cuối mơ hồ nhìn thấy một mảnh tiên thổ mờ ảo như sương khói. Trong truyền thuyết, bỉ ngạn hoa có thể nâng cao ngộ tính cùng tư chất của nhân loại. Nếu như tu luyện tới bình cảnh, ăn luôn bỉ ngạn hoa có thể nhìn sang được bờ bên kia của tu luyện, lĩnh ngộ ra cảnh giới sâu hơn, do đó đột phá được làm ít công lớn. Lộ Dao Già cẩn thận hai đóa hoa này, trịnh trọng thu hồi lại, giải thích với Diệp Húc: "Nơi này không ngờ còn có cây ăn quả tiên loại như bàn đào quả. Đây là dị phẩm trong truyền thuyết, có thể tăng lên thọ nguyên ngàn năm." Bạch Nam Hiên đứng ở dưới gốc cây đào, chỉ vào hơn 10 quả đào ít ỏi ở trên cây, tản mắt ra hương khí sâu kín. Diệp Húc tháo xuống một quả, chỉ thấy trong quả có một mảnh tiên cung, mây mù mờ ảo, có vẻ tràn ngập tiên khí. Bàn đào hái xuống không thể để lâu, vẫn là nhanh chóng ăn vào. Mọi người lập tức tháo hết bàn đào xuống, phân chia tại chỗ ăn luôn cho nóng. Con chó nhỏ màu đen kia cũng nước miếng chảy ròng ròng, kêu gào mà nói: "Cho ta một quả, cho ta một quả." Già La Minh Tôn cho nó một quyền, không có tức giận mà nói: "Người ngày nào cũng ăn, hàng tháng hàng năm đều ăn, còn không có đủ hay sao?" "Ta vóc dáng nhỏ, không thể với tới bàn đào." Chó đen nhỏ ủy khuất vạn phần nói. Diệp Phúc đưa cho nó một quả, chỉ thấy con chó đen nhỏ này cắn hai miếng nuốt hết quả bàn đào. Bạch Nam Hiên ăn bàn đào xong thở dài mà nói: "Đáng tiếc bàn đào không thể ăn nhiều, ăn một còn có thể gia tăng thọ nguyên, ăn quả thứ hai không có hiệu quả rồi. Tiên chân trong vườn này cũng có hiệu quả như vậy, ăn hơn chỉ lãng phí." "Không biết nơi này có tiên chân gia tăng tu vi hay không?" Diệp Phúc nhìn khắp nơi, nhưng khiến cho hắn cảm thấy đáng tiếc chính là nơi này linh căn nhiều, nhưng đại đa số là dược tài gia tăng thọ nguyên, dược tài gia tăng tu vi là không có. "Diệp sư huynh, tu vi tới cảnh giới như Nghệ Hoàng còn cần cái linh đan diệu dược gì tăng lên được tu vi cho bọn họ đây?" Lộ Dao Già hạ giọng nói. Vu Hoàng một cái hô hấp cắn nút linh khí đều là lượng hàng hóa xuất nhập trong vòng một năm của cường giả tam bất diệt cánh, thậm chí là Vu Hoàng cánh. Thế gian này không có bất luận linh đan diệu dược gì có thể bằng một lần hô hấp của bọn họ, bởi vậy mới không cần linh đan gia tăng tu vi kìa. Diệp Phúc gật đầu không ngừng. "Đúng vậy, cảnh giới Vu Hoàng, người ta chỉ nói tới gia tăng thọ nguyên mới là linh đan diệu dược chân chính, vô cùng quý hiếm. Chỉ có thọ nguyên dài mới có thể có hy vọng đột phá tới cảnh giới cao thâm hơn." "Có trách trong bảo vật hoa viên này chỉ có dược tài gia tăng thọ nguyên. Đáng tiếc mỗi một loại dược tài chỉ có thể ăn một lần, lần thứ hai đã không còn hiệu lực." Già La Minh Tôn tát tóc lưỡi, thở dài mà nói. Ánh mắt của hắn dừng ở trên người chó đen nhỏ, không có ý tốt, cười ha hả nói: "Còn chó này ăn nhiều tiên chân gia tăng thọ nguyên như vậy, hơn nữa đều là dị phẩm mấy vạn năm lận. Tiểu tử này chính là tiên chân lớn nhất rồi, ăn luôn cả nó không chừng có thể trường sinh bất lão kìa." "Người mới là chó, cả nhà ngươi là chó." Chó đen nhỏ nhếch miệng ôi hiếp, lạnh lùng mà nói: "Lão tử tuyệt giao với ngươi, không chơi với ngươi." "Tất cả mọi người đều là huynh đệ tốt mà. Không bằng ngươi thả chút máu ra ngoài, để đại tôn ta nếm thử hương vị nào." Già La Minh Tôn sắc mặt thay đổi, bước tới từng bước mà nói. Con chó đen nhỏ làm như mắt điếc tai ngơ, không nghe lời của Già La Minh Tôn. Diệp Húc không khỏi lắc đầu. Vừa rồi Già La Minh Tôn còn muốn tự sát, hiện giờ đã xưng huynh gọi đệ với con chó đen nhỏ này rồi, quả nhiên là ra mặt dày tới đáng sợ. Mọi người nhanh chóng tìm kiếm một lần quanh bảo vật hoa viên này. Diệp Húc lấy mỗi một gốc cây dược tài bên trong giao cho Hùng Bi gieo trồng trong ngọc lâu của mình. Những tiên chân gia tăng thọ nguyên này hắn không cần, nhưng tương lai về già, những dược tài này chính là kỳ chân bảo mệnh vô thượng. Lộ Giao Nam và đám người Bạch Nam Hiên cũng tìm kiếm rất nhiều dược tài, phần lớn là tiên chân dị thảo vạn năm trở nên, lưu lại đều là dược tài có được tuổi thọ ngàn năm. Đáng tiếc trong bảo vật hoa viên này, những dược tài cấp bậc dược vương không nhiều lắm, đại bộ phận bị con chó đen nhỏ ăn hết sạch rồi. Có thể thấy được con chó đen nhỏ này
đã sống rất lâu, tất nhiên bộ dạng đáng sợ. Nếu nó sống mấy vạn năm, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Diệp lão đệ, đừng có lấy hết, để lại cho lão ca ca chút đồ ăn đi. Già La Minh Tôn sợ sợ xích sắt trên cổ, hiện giờ bị nhốt ở cùng một chỗ với con chó nhỏ, răng còn chưa mọc dài này, khiến Đại Minh Tôn Vương uy phong hầu như không còn, đáng thương hề nói. Vì huynh trong 500 năm tới đều trông cậy vào đám cây cỏ này mà đầy bụng à. Minh Tôn, ngươi mà sống trong bó vật hoa viên nhất định sẽ sống lâu vô cùng, không người nào có thể kịp. Chỉ sợ Ma Hoàng cũng không sống lâu hơn ngươi đâu. Diệp Húc cười nói. Ngươi còn nói mát sao? Diệp Húc nhổ tận gốc cây bàn đào lên trồng trong ngọc lâu của mình, lại nhìn chúng một gốc cây phúc thọ tiên, cũng rút cây này lên. Hắn nhìn khắp mọi người, trong bó vật hoa viên chỉ còn lại ít ỏi vài kỳ chân ngàn năm, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, cười cười nói. Minh Tôn, chúng ta đi xem điểm cuối của xích sắt, nếu không thể chặt đứt xích sắt này, không ngại tới điểm cuối tìm biện pháp xem. Già La Minh Tôn ánh mắt sáng lên, vội vàng kéo xích sắt đi về phía trước. Diệp Phúc và đám người Lộ Dao già theo sát ở phía sau đó. Bạch Nam Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hoa viên cực kỳ tươi tốt, giờ đã biến thành đống hỗn độn, chỉ còn lại ít ỏi vài cộng kỳ chân. Thầm nghĩ, trời đất thiên địa quỷ thần ơi, đây có tính là những nơi nào đi qua không còn lại một ngọn cây ngọn cỏ nào không đây? Mọi người đi tới điểm cuối xích sắt, chỉ thấy một phiến giả sơn, dưới chân giả sơn là một ổ chó. Già La Minh Tôn dùng sức khẽ động, chỉ thấy xích sắt chôn sâu bên trong ổ chó không chút sức mẻ. Bạn hữu, đừng uổng phí khí lực, lão tổ tông của ta khí lực so với ngươi lớn hơn không biết bao nhiêu lần, cũng không khẽ động được xích sắt này đâu. Chó đen nhỏ từ đầu vai của Già La Minh Tôn nhảy xuống, vội vàng tiến vào bên trong ổ chó, nằm phục xuống một đống rơm màu vàng óng, cười lạnh mà nói. Xích sắt này bị Ngạ Hoàng chấn áp ở đây, khóa lại toàn bộ bí cảnh. Người khẽ động một cái vòng này thôi, đó là bứt toàn bộ bí cảnh này lên. Chỉ có 6 đầu viễn cổ cự thú kia mới có thần lực bậc này, ngươi còn xa xa mới đủ. Già La Minh Tôn không khỏi mừng rỡ, vội vàng đoạt lấy, dùng sức đâm tới xích sắt. Chỉ nghe thấy tiếng đinh đinh, kim tiễn và xích sắt hoàn toàn không dứt mẻ, không khỏi suy sụp mà nói. Không được, kim tiễn này đã không còn uy lực của cấm bảo, nửa điểm uy năng cũng không có phát huy ra ngoài được. Nếu có uy lực của nó, còn có thể chặt đứt được xích sắt kìa. Lộ Dao già vẻ mặt khẽ động, kiêu ngạo mà nói. Có thể cho ta xem kim tiễn này không? Già La Minh Tôn đưa kim tiễn cho nàng, Lộ Dao già, Tích Hàn Nguyệt, Mạc Tăng Tăng. Ba cô gái sau khi tiến lên xem xét một lúc lâu, đột nhiên Mạc Tăng Tăng cười nói. Kim tiễn này là do Nghệ Hoàng phong ấn lại, bởi vậy mới không phát huy ra được uy năng. Tuy nhiên, Hàn Nguyệt cung tâm pháp của chúng ta tương sinh tương khắc với tâm pháp Nghệ Hoàng, hẳn là có thể bài trừ một phần phong ấn rồi. Lộ Dao già, sắc mặt ngưng trọng nói. Tuy nhiên, bên trong kim tiễn hẳn là phong ấn một tồn tại khủng bố. Nếu chẳng may chúng ta cởi bỏ phong ấn, nó không chừng tồn tại khủng bố kia sẽ thoát vây. Diệp Húc và Già La Minh Tôn, Bạch Nam Hiên đều từng xem xét qua kim tiễn, nhưng thủy chung vẫn không có phát hiện gì bí mật ở bên trong nó. Tuy nhiên, tâm pháp của Hàn Nguyệt Cung cực kỳ độc đáo. Nó có quan hệ chính phụ với tâm pháp mà Nghệ Hoàng từng tu luyện, lại tương sinh tương khắc, bởi vậy các nàng Lộ Dao già mới có thể dễ dàng phát hiện ra bí mật bên trong kim tiễn này. Bên trong kim tiễn phong ấn một tồn tại khủng bố sao? Diệp Húc nao nao không khỏi nhớ lại, khi mình còn chưa nhổ kim tiễn xuống, lúc đó kim tiễn này có thể bắn ra tiên khí vô cùng khủng bố, uy thế ngập trời, nhưng rất nhanh tiên khí quanh kim tiễn lại bị tiêu hao sạch. Thậm chí ngay cả Già La Minh Tôn, cường giả tam bất diệt cảnh đỉnh phong mà cũng không thể thúc dục ra một chút nào. Lúc đó, bọn họ chỉ cho rằng kim tiễn này hẳn là thứ phẩm hoặc là năng lượng hao hết, căn bản không phải là một bộ phận tạo thành cấm bảo, chỉ hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Hiện tại nghĩ lại, hẳn là uy năng trong kim tiễn đại bộ phận dùng để chấn áp một tồn tại bên trong, không có dư thừa năng lượng để tiêu xài, cho nên mới không thể thúc dục được uy lực của kim tiễn. Nếu như đám người Lộ Dao già phá vỡ phong ấn trong tiễn, kim tiễn uy năng có thể phát huy ra được mấy thành, nhưng đồng thời chỉ sợ tồn tại kia sẽ như vậy mà thoát ra mất. Lộ sư tỷ, Mạc sư tỷ, Tích sư tỷ, các ngươi ra tay phá vỡ phong ấn đi. Diệp Húc từ từ phun ra một ngụm trọc khí, mỉm cười nói. Diệp huynh. Bạch Nam Hiên muốn nói nhưng lại thôi. Không sao đâu, mấy chục vạn năm rồi, nó không chừng tồn tại kia bị phong ấn trong kim tiễn đã sớm chết rồi, người nào có thể sống mấy chục vạn năm chứ? Diệp Húc cười nói. Bạch Nam Hiên gật đầu nói phải. Lộ Dao già và Mạc Tăng Tăng, Tích Hàn Nguyệt lúc này quát lên một tiếng. Phía sau một vầng trăng sáng dâng lên, chỉ nghe thấy những tiếng răng rắc. Từ trong ánh trăng đều xuất hiện một thanh cự phủ, hàn khí dày đặc, đều bổ thẳng tới kim tiễn.
ba thanh cự phủ này khí phách nghiêm nghị, dường như có thể khai thiên lập địa. Rất khó tưởng tượng ba vị thiếu nữ đáng yêu này lại bá đạo đến như vậy, vô pháp lại bá khí như thế. Chẳng lẽ mấy cái diều lớn này là quan tưởng cấm bảo của Hàn Nguyệt Cung mà phát triển thành vô pháp hay sao? Không nghĩ tới môn phái do nữ nhân tạo thành như Hàn Nguyệt Cung này lại có vô pháp rầm rộ như vậy. Diệp Phúc trong mắt lộ ra thần sắc tán thưởng nói. Ba cây cự phủ này bổ vào kim tiễn ở trên không, đột nhiên thu nhỏ lại, xẹt một tiếng chui vào bên trong kim tiễn. Bên trong kim tiễn lập tức chuyển tới tiếng ầm ầm bạo tăng, chắc là từng đã phong ấn bên trong kim tiễn bị cự phủ bổ ra. Bên trong trăng sáng của ba thiếu nữ không ngừng có cự phủ bay ra, lần lượt chui vào kim tiễn, bạo vang không dứt. Ba thiếu nữ lập tức trên trán từng giọt mồ hôi chảy xuống, hiển nhiên do thúc dục vô pháp phá cấm khiến các nàng tiêu hao quá nhiều. Cho dù là tu vi của các nàng có tâm hậu cũng cảm thấy đã cố hết sức rồi. Mạc Tăng Tăng và Tích Càn Nguyệt tu vi chỉ có tam thần cảnh, mà Lộ Giao Già còn lại là cao thủ tam thứng cảnh, không ngờ cũng cảm giác cố hết sức như vậy. Có thể thấy được phong ấn trong kim tiễn là mạnh tới mức nào. Mỗi khi phá vỡ một phong ấn đều phải tiêu hao rất nhiều tu vi của các nàng. Kim tiễn này thể tích dần dần biến lớn, từng đợt khí tức cấm bảo phát ra trầm trọng vô cùng, sắc bén vô cùng. Chỉ uy áp thôi liền có thể làm cho mọi người khó mà thở dốc được. Trong tiễn truyền tới một tiếng long ngâm thật lâu không dứt, nhưng thấy kim tiễn hào quang đại phóng, ba thiếu nữ thân thể mềm mại hơi chấn động, nhất tề ói ra một ngụm máu, thần thái đột nhiên héo hon đến không thể chịu nổi. Tiếng long ngân này là tồn tại bên trong phong ấn của kim tiễn, nhân cơ hội tấn công cấm chế làm cho ba người Lộ Giao Già bị trọng thương. Diệp sư huynh, phong ấn trong tiễn thật sự quá mạnh, chúng ta chỉ phá vỡ được phong ấn bên ngoài, muốn phá vỡ được nội tầng bên trong chỉ sợ phải có cung chủ Hàn Nguyệt Cung ta ra tay mới được. Lộ Giao Già trả kim tiễn lại cho Diệp Húc, bên miệng của nàng còn có đường tơ máu, nhưng dường như không có gì xảy ra cả. Đa tạ ba vị sư tế. Diệp Húc tiếp nhận kim tiễn, chỉ cảm thấy tay mình trầm xuống. Tiễn này không hề nhẹ như trước nữa, hiển nhiên là do một bộ phận nhỏ của phong ấn bị phá vỡ, cho nên kim tiễn có thể phát huy ra uy năng trở nên trầm trọng hơn. Chuyện khiến cho hắn lo lắng nhất không có phát sinh, bên trong kim tiễn này cũng không có một lão quái vật nhảy ra. Lão quái vật này hẳn là bị chấn áp ở bộ phận trung tâm kim tiễn, không thể dễ dàng thoát thân được. Diệp Húc mở miệng quát lớn, tu vi toàn thân rót vào bên trong kim tiễn, chỉ thấy kim tiễn càng ngày càng thô to, càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, trở nên trầm trọng, giống như một cây kim trụ, tràn ngập ra khí tức làm cho người ta sợ hãi. Cỗ khí tức này rất nặng, ép tới hư không xuất hiện từng đạo sóng gợn, giống như vết rách của hư không, nhẹ nhàng run run không ngừng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Mặt đất đột nhiên vỡ ra từng vết nứt thật lớn, hồ nước cách đó không xa thậm chí bị bốc hơi lên, một khe rãnh thật lớn xuất hiện ở dưới đáy hồ. Bắc Hải bí cảnh, mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên ở dưới uy lực của kim tiễn giống như một khối ngọc lưu ly yếu ớt vậy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá nát. Trong nháy mắt, Diệp Húc cảm giác được như chính mình có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Cỗ lực lượng này bị hắn nắm ở trong tay, dường như mỗi lần duỗi tay ra hay vung lên liền có thể đâm phá trời cao, đánh cho trời sụp đất nứt. Quanh thân của hắn đắm chìm trong kim quang, giống như một pho tượng thần vậy. Trong tay của hắn kim tiễn như trụ, ong ong một tiếng, giống như khổng tước xòe đuôi. Vô số đạo tiễn khí từ trong tiễn phát ra, tụ mà không tán, cũng không có bắn ra. Đám người Lộ Giao Già ở trước mặt uy áp của kim tiễn căn bản không thể dừng bước chân được, bị khí thế của kim tiễn bước lui một mực, thú lui tới cửa vào của hoa viên, khó khăn lắm mới dừng lại được. Thậm chí ngay cả Già La Minh Tôn cũng không đứng vững được thân hình, bị uy năng của kim tiễn bước lui về phía sau. Mà cái ổ chó kia đã bị kim tiễn chấn cho văng ra tung tóe, lộ ra cái xích sắt càng ngày càng dài. Xích sắt dài tới vài dặm, thô to trầm trọng, một đầu của nó xuyên qua Già La Minh Tôn và chó đen nhỏ, một đầu khác thì chôn vùi sâu vào trong lòng đất, bị Nghệ Hoàng thiết hạ cấm chế, liên kết với toàn bộ Bắc Hải bí cảnh. Diệp Húc chỉ cảm thấy song trưởng gần như càng ngày càng nặng, gần như không thể giơ kim tiễn này lên được. Kim tiễn này trong nháy mắt đã hút khô tu vi của hắn, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Cấm bảo, đây mới là cấm bảo. Kim tiễn này chỉ là một mũi tên mà Nghệ Hoàng bắn ra. Già La Minh Tôn từng nói trong tiễn bao hàm 1/10 cấm pháp, mà trong kim tiễn phong ấn gần như mới chỉ là mở ra một chút thôi, đã có uy thế kinh người như vậy, không biết cấm bảo đầy đủ sẽ có bộ dạng gì nữa đây. Đinh một tiếng, Diệp Húc huy tiễn quét ngang, tiễn nhọn cắt xích sắt như cắt đầu hũ vậy, thậm chí ngay cả mặt đất của bảo vật hoa viên cũng bị kim tiễn đâm cho tung tóe. Một đám kỳ chân dị thảo khắp nơi
trong vườn thình thịch nổ tung sạch, hết thảy bị hủy đi dưới một tiếng này của Diệp Húc. Lão tử tự do, lão tử rút cuộc cũng tự do, không cần phải ở một chỗ với con chó chết này nữa rồi. Lão tử rút cuộc cũng có thể đi ra ngoài, nhìn thế giới bên ngoài rồi. Già Lam Minh Tôn ôm lấy con chó đen nhỏ, hoan hô không ngừng. Sau một lúc lâu, một người một chó ngơ ngác nhìn xích sắt trên cổ của nhau, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Người chém đứt cái gốc xích sắt này, chúng ta vẫn còn cái vòng ở trên cổ này. Già Lam Minh Tôn và con chó đen nhỏ đồng thời hướng tới Diệp Húc trợn mắt mà nhìn. Diệp Húc thở hổn hển mấy cái khẩu khí thô. Hắn tuy rằng bổ ra một tiễn, nhưng tu vi toàn thân bị kim tiễn hút khô. Lúc này nguyên thai trống trơn, nửa điểm chân nguyên cũng không còn lại. Không có tức giận mà nói: Minh Tôn, nếu ngươi dám để kim tiễn này nhằm ngay xích sắt trên cổ mình mà nói, ngươi tự mình động thủ đi. Già Lam Minh Tôn không khỏi run run mấy cái. Vừa rồi Diệp Húc động thủ, tình hình khủng bố như thế nào hắn còn nhớ rõ. Kim tiễn tản mát ra uy năng, phá hủy toàn bộ bó vật hoa viên. Chặt đứt xích sắt là chuyện nhỏ, nếu như kim tiễn uy năng chạm tới cổ của hắn, khẳng định làm cho toàn bộ đầu hắn bạo nổ. Cho dù hắn có tu vi thông thiên triệt địa cũng không thể ngăn cản được. Chó nhỏ, đại tôn ta có lòng tốt, trước tiên giúp ngươi tháo cái vòng này xuống nào. Già Lam Minh Tôn thật sự không dám lấy mình làm thí nghiệm, quay đầu nhìn con chó đen, không có ý tốt mà nói. Chó đen nhỏ kia cả giận: Đừng nói nhiều, lão tử là chó, cháu đương nhiên là phải mang theo một vòng cổ rồi. Còn bà nó chứ, lão tử cũng không phải là chó. Già Lam Minh Tôn bất đắc dĩ thầm nghĩ: Ta cũng không thể khống chế được tiễn khí, vì diệt trừ xích sắt này, nếu chẳng may giết chết mình, vậy mất nhiều hơn được rồi. Nói lại, xích sắt này cũng là một kiện vũ bảo không tồi, so với thiên khuyết chiến kích của ta còn hơn vài phần, không bằng nhận lấy làm vũ bảo sử dụng. Ra một tiếng, xích sắt bị hắn nhấc lên, giống như một con chăn lớn bay lượn trên không trung, bao quanh thân hình của hắn, hùng tráng vô cùng. Già Lam Minh Tôn thân hình hơi hơi rung lên, xích sắt đầm ầm rung động, leng keng rất có lực, rất uy phong. Đáng tiếc cổ của hắn cũng bị xích sắt khóa trụ, hơn nữa đầu vai lại có một con chó màu đen ngồi xổm, cũng bị cái vòng cổ khóa lại, có vẻ trông chẳng ra thể thống gì. Sau khi trói người lại, lão tử liền tới khởi con chó nhỏ này cắn người, còn ai là đối thủ của lão tử nữa đây? Già Lam Minh Tôn cười ha hả, đắc ý giặt rào: Hê hê, nếu gặp được kẻ thù, lão tử tế khởi người cao to này lên, nhất định rất uy phong. Mà con chó đen nhỏ thì nhìn Già Lam Minh Tôn, trong mắt xoay chuyển mấy cái không ngừng, phát ra ý cười gian xảo rõ ràng. Diệp Húc đúng là không biết phải nói gì với hai anh em nhà này, đang định thu hồi kim tiễn, đột nhiên trong kim tiễn truyền tới tiếng ngân nga như long ngâm. Một cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm, khiến mọi người như rơi vào trong hố băng, băng hàn vô cùng, thậm chí ngay cả Già Lam Minh Tôn cũng không khỏi dùng mình mấy cái. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đại não liền trống rỗng. Cỗ khí tức này vừa mới xuất hiện, kim tiễn hào quang đại phóng, chấn áp cỗ khí tức kinh khủng này xuống. Diệp huynh, trong kim tiễn này chỉ sợ chấn áp một tồn tại cấp bậc vu hoàng. Bạch Nam Hiên toàn thân ướt đẫm, mồ hôi ướt đẫm, giống như vừa từ trong nước chui ra vậy, trong lòng còn sợ hãi mà nói. Già Lam Minh Tôn sắc mặt kinh trọng, trầm giọng nói: Diệp lão đệ, nghe ta một câu, nhanh chóng ném kim tiễn này ra xa, có thể càng xa càng tốt, nếu không tồn tại trong cấm chế sớm muộn gì cũng phá cấm mà ra, nguy hại tới ngươi kìa. Ba vị thiếu nữ Lộ Dao Già cũng bị dọa cho tới sắc mặt trắng bệch, tồn tại kia vừa rồi trong nháy mắt tuôn ra khí tức gần như ép cho các nàng phải quỳ xuống. Tích Cản Nguyệt nhu thanh khuyên nhủ: Diệp sư huynh, tồn tại trong kim tiễn nếu đi ra, chỉ sợ một thánh địa xuất ra toàn lực cũng không thể chấn áp được nó, tốt nhất vẫn là vứt đi thì hơn. Lộ Dao Già gật đầu nói: Không sai, mỗi lần ngươi vận dụng kim tiễn, phong ấn sẽ buông lỏng một chút, sử dụng số lần càng nhiều, tồn tại kia càng có khả năng phá cấm mà ra. Theo ta mà nói, đó là vật xấu, tốt nhất nên vứt bỏ. Diệp Húc thu hồi kim tiễn đặt trong ngọc lâu của mình, hắn cười nói: Không sao, cùng lắm thì ta không vận dụng kim tiễn này nữa. Lộ Dao Già cùng hai vị thiếu nữ nhìn nhau không khỏi lắc đầu. Diệp huynh cái gì cũng tốt, chỉ tiếc là hơi tham lam một chút, hắn lưu lại kim tiễn này chỉ sợ sớm muộn gì cũng gặp phải đại hóa. Trong kim tiễn chấn áp ai đây? Chẳng lẽ là ý chí bất tử của đại hạ hoàng triều bá hạ hay sao? Nghệ Hoàng không phải nói đã bắn chết đầu long quy kia rồi hay sao? Mà lúc này Diệp Phúc trong lòng buồn bực vạn phần thầm nghĩ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến,
Tập truyện của ngày hôm nay của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện trong các video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.